Xin chào mừng các em đã đến với tiết học âm nhạc. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các em. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào tiết học nhé. Trước khi vào bài mới, các em hãy quan sát bức tranh trên và cho cô biết những hình ảnh trong bức tranh này gợi cho chúng ta nhớ bài hát nào mà chúng ta đã học ở tiết trước. Đó chính là bài hát Chim chích bông của nhạc sĩ Văn Dung, lời Nguyễn Viết Bình. Bây giờ, cô và các em chúng ta sẽ cùng ôn lại bài hát này nhé. Chim chích bông bé tèo tèo rất hay trèo, từ cành na ra cành bưởi sang bụi chuối, em vây gọi chích bông ơi. Lu rau xanh sâu đang pha, chim xuống nghe có thích không? Chú chích bông mình già su bác sau cùng và luôn mầm thích 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 thích. Chim chích bông bé tẹo tẹo rất hay trèo, từ cành na sang cành bưởi sang bụi chuối, em vây gọi chích bông ơi. Luôn rau xanh sâu đang pha, chim xuống nghe có thích không? Chú chích bông mình già su bác sau cùng và luôn mầm. Bây giờ mời các em hãy cùng xem những bức hình sau và đoán tên những con vật đó trong những bức hình đó nhé. Đây là con gì các em? Đây là con cá. Đây là con cua, rất là dễ. Con gà trống. Đây là chim chích bông, một bài hát mà chúng ta đã được học. Và đố các em một con vật mà được gọi là cậu ông trời. Các em có biết đó là con vật gì không? Đó là con ếch. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chú ếch này qua bài hát Chú ếch con, nhạc và lời của nhạc sĩ Phan Nhân. Và bây giờ chúng ta cùng định tìm hiểu sonnet về tác giả nhạc sĩ Phan Nhân. Nhạc sĩ Phan Nhân tên thật là Lưu Nguyễn Phan Nhân, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 tại Long Xuyên, An Giang và mất ngày 29 tháng 6 năm 2015. Ông đã công tác nhiều năm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng như Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng Tình Ca Đất Nước. Và ông cũng có rất là nhiều ca khúc viết cho thiếu nhi được yêu thích như bài Em Là Bông Lúa Điện Biên, và trong đó có bài Chú Ếch Con ngày hôm nay chúng ta được học. Mời các em chúng ta hãy cùng lắng nghe giai điệu của bài hát này nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần đọc lời ca. Bài hát này có 2 lời và mỗi lời có 4 câu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc từng câu nha. Em nghe cô đọc trước. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Đây là một lần nữa nha. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Xin mời các em. 2, 3. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. 2, 3. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan.
Chúng ta đọc lại câu 1 và câu 2. Kìa chú hai bạn, kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Câu thứ 3. Bao nhiêu chú trê non cùng bao cô cá rô ron. Xin mời các em. Hai bạn, bao nhiêu chú trê non cùng bao cô cá rô ron. Và câu thứ 4. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại 4 câu nha. Mời các em đọc chung với cô. Hai bạn, kìa chú là chú ếch con, có đôi làm đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Bao nhiêu chú tre non cùng ba cô cá rô ron. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Và bây giờ chúng ta qua lời 2. Lời 2 cũng có 4 câu. Mời các em chúng ta cùng đọc chung với cô cả 4 câu nha. 2, 3. Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thi cùng họa mi. Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi. Nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì. Chúng ta đọc lại lần nữa nha. 2, 3. Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thi cùng họa mi. Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi. Nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì. Bây giờ mời các em chúng ta ngồi thẳng lưng để chúng ta cùng khởi động giọng. Các em nghe cô hát trước nha. À, 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 à. Nghe cô hát lại. À, 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 à. Chúng ta hát liền hơi trong mỗi ô nhịp ha, không có ngắt hơi. Xin mời các em. Hai ba. À, 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 à. Lần nữa. 2, 3. À, 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 à. Bây giờ chúng ta đến với phần tập hát từng câu. Các em nghe cô hát trước. Câu 1. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Mời các em. 2, 3. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Câu 2. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Mời các em. 2, 3. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Chúng ta hát lại câu 1 và câu 2. Kìa chú hai bạn, kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Rồi chúng ta đọc tiếp. Bao nhiêu chú trẻ non cùng bao cô cá rô ron. Chữ rô ron chúng ta sẽ hát thành rô ron nha các em. Bao nhiêu chú trẻ non cùng bao cô cá rô ron. 2, 3. Bao nhiêu chú trẻ non cùng bao cô cá rô ron. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Mời các em. 2, 3. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Giờ chúng ta hát lại câu 3 và câu 4. 2, 3. Bao nhiêu chú trẻ non cùng bao cô cá rô ron. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Chúng ta hát lại lời 1 cả 4 câu. Kìa chú hai bạn, kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Bao nhiêu chú trẻ non cùng bao cô cá rô ron. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Bây giờ chúng ta cùng hát lời 2.
Mời các em cùng hát với cô. Hai, ba. Kì chú là chú ếch con bé, ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thì cùng hòa mi. Bao nhiêu chú chim gì cùng bao cô cá rô phi, nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chi cười khi. Rồi một lần nữa nha, hai, ba. Kì chú là chú ếch con bé, ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thì cùng hòa mi. Bao nhiêu chú chim gì cùng bao cô cá rô phi, nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chi cười khi. Chúng ta đã học xong phần tập hát từng câu. Bây giờ cô mời các em cùng lắng nghe giai điệu và chúng ta sẽ hát. Kì chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hông bóng kè vùng xoa. Bao nhiêu chú trẻ non cùng bao cô cá rô rong, tung tăng chiếc quê son nhịp theo tim ếch vang rộn. Kì chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học được bài xong rồi, chú hát thì cùng hòa mi. Bao nhiêu chú chim gì cùng bao cô cá rô phi, nghe tiếng hát mê ly cùng vui tươi chi cười khi. Lần thứ hai cô mời các em chúng ta tự hát nha. Bây giờ cô mời các em chúng ta hãy cùng đến với phần hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Bây giờ các em hãy cùng nghe cô gõ đệm từng câu nhé. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Các em thấy những cái dấu ích mà cô đánh để ở phía dưới những cái câu ở trong bài hát thì chúng ta lưu ý ha. Ta sẽ gõ đệm theo nhịp vào những cái chữ đó. Bây giờ các em nghe cô gõ lại. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Xin mời các em, 2, 3. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Câu tiếp theo. Chú ngồi học bài một mình bên hố bông kề vườn xoan. Nghe lại nha. Chú ngồi học bài một mình bên hố bông kề vườn xoan. Mời các em, 2, 3. Chú ngồi học bài một mình bên hố bông kề vườn xoan. Rồi chúng ta cùng đọc lại câu 1 và câu 2. 2, 3. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bông kề vườn xoan. Rồi chúng ta qua tiếp câu thứ 3. Bao nhiêu chú trê non cùng bao cô cá rô ron. 2, 3. Bao nhiêu chú trê non cùng bao cô cá rô ron. Và câu cuối cùng. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Rồi mà các em đọc lại câu thứ 4, 2, 3. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại cả lời một nha. 2, 3. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn.
Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kè vườn xoan. Bao nhiêu chú tre non cùng bao cô cá rô ron tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang dồn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc kết hợp cả đệm theo nhịp của lời hai. Hai ba. Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thi cùng họa mi. Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi. Nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì. Mời các em chúng ta cùng đọc lại lần nữa nha. Hai, ba. Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học thuộc bài xong rồi, chú hát thi cùng họa mi. Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi. Nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì. Và bây giờ mời các em chúng ta cùng nghe nhạc và chúng ta hát kết hợp rõ đẹp theo nhịp. Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học từ bài xong rồi, chú hát thi cùng họa mi. Bao nhiêu chú chim gì cùng bao cô cá rô phi. Nghe tiếng hát mê ly cùng vui tiếng chi cười khì. Kìa chú là chú ếch con, bé ngoan là ngoan nhất nhà. Chú học từ bài xong rồi, chú hát thi cùng họa mi. Bao nhiêu chú chim gì cùng bao cô cá rô phi. Nghe tiếng hát mê ly cùng vui tiếng chi cười khì. Bao nhiêu chú chim gì cùng bao cô cá rô phi. Nghe tiếng hát mê ly cùng vui tiếng chi cười khì. Và bây giờ chúng ta đến với phần củng cố. Các em hãy trả lời một số câu hỏi cùng cô để chúng ta ôn lại bài hát ngày hôm nay nhé. Các em hãy cho cô biết bài hát này tên là gì và do ai sáng tác. À, đó là bài Chú ếch con của nhạc sĩ Phan Nhân. Các em thấy bài hát này có giai điệu như thế nào? À, bài hát này hơi nhanh và tươi vui. Các em thấy chú ếch trong ếch con trong bài hát này có đức tính gì? À, chúng ta thấy chú ếch con trong bài hát này luôn siêng năng học bài, luôn cố gắng hoàn thành xong bài tập trước khi đi chơi với bạn bè. Và cô hy vọng rằng các em cũng sẽ học tập được đức tính tốt này của chú ếch con nhé. Chúng ta hãy có một thời gian biểu thật phù hợp để chúng ta có thể vừa học và vừa chơi. Và trước khi kết thúc tiết học ngày hôm nay thì các em nhớ phải học thuộc lời và giai điệu của bài hát Chú ếch con. Và các em hãy sáng tạo những động tác vận động phù họa phù hợp với bài hát này nhé. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Và bây giờ cô mời các em chúng ta cùng ôn lại bài hát này một lần nữa nha.